Quân sự thế giới hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2024 có những nội dung sau. Ukraine phát triển tổ hợp vô tuyến Gekata nhằm phát hiện các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Mỹ triển khai 6 hệ thống phòng thủ tên lửa Thát ở Guam. Trung Quốc ra mắt hệ thống phòng không tầm ngắn Thai 625E. Việc phát triển Gekata, tổ hợp tình báo kỹ thuật vô tuyến của Ukraine, đang tiến triển tích cực tại Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất IFOZAKHIS của Ukraine, Bulgarian Military dẫn thông báo của Giám đốc Trung tâm Yaroslav Kalinin. Khi được hỏi khi nào Gikata có khả năng xác định các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga gần biên giới Ukraine, vị giám đốc này cho biết những thành công bước đầu đã đạt được nhưng chỉ giới hạn ở một bộ máy riêng biệt chứ chưa phải toàn bộ hệ thống. Bulgarian Military cho biết hệ thống tình báo kỹ thuật vô tuyến Gekata lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm vũ khí và an ninh năm 2021. Hệ thống này được chế tạo để lắp đặt trên máy bay không người lái PD-2, một sản phẩm của công ty Ospes System của Ukraine và các chuyến bay thử nghiệm đã bắt đầu trong tháng 12 năm 2021. Các chức năng của tổ hợp này rất đa dạng. Tổ hợp được thiết kế để phát hiện radar của đối phương, cơ chế bảo vệ vô tuyến điện tử, hệ thống phòng không và máy bay. Dự án này dự kiến sẽ hỗ trợ đáng kể cho lực lượng quân sự của Ukraine. Tổ hợp Gekata có phạm vi phát hiện đáng gờm lên tới 450 km, cho phép máy bay không người lái vượt qua tầm bắn của phòng không Nga. Phạm vi ấn tượng này cho phép máy bay không người lái có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên toàn bộ Ukraine, bao gồm cả các khu vực tạm thời bị chiếm đóng. Tổ hợp Gekata được thiết kế với mục đích tàng hình, nó không phát ra tín hiệu trong quá trình hoạt động khi máy bay không người lái PD2 di chuyển cách tiền tuyến 200 km. Điều đáng chú ý là PD2 vẫn có thể cung cấp bức tranh rõ ràng về những gì đang diễn ra trong phạm vi 250 km sâu trong lãnh thổ đối phương. Đáng chú ý là công suất của tổ hợp Gekata nó có khả năng giám sát 200 mục tiêu cùng lúc, lưu trữ hoặc truyền trực tiếp dữ liệu thu thập được tùy thuộc vào yêu cầu. Tất cả những điều này có thể được thực hiện ngay cả khi ở chế độ im lặng tối đa hoặc đang bay tự động. Tổ hợp chỉ cần một người vận hành, thời gian thiết lập ngắn và có tính di động cao. Gigata hoạt động trong giải tần từ 2 đến 18 GHz, cung cấp băng thông thời gian thực ở tần số 800 MHz, băng thông thời gian thực một kênh ở tần số 400 MHz, băng thông góc phương vị là 360 độ và dùng phương pháp xác định tọa độ TDOA cộng AOA. Theo Military League, hệ thống phòng không tầm ngắn TIE-625E được triển khai tại một cuộc diễn tập bắn đạn thật, những hình ảnh về cuộc diễn tập do Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây thực hiện đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 28 tháng 12 năm 2023. Hệ thống phòng không tầm ngắn Tai 625E kết hợp súng phòng không Gatling 25 ly với bệ phóng tên lửa đất đối không. Hệ thống được thiết kế chủ yếu để chống lại các mối đe dọa ở độ cao thấp, bao gồm máy bay trực thăng, chiến đấu cơ Su-25, tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV chiến đấu. Súng Gatling Linh 25 ly Li 6 nòng có khả năng nhắm vào các môi đe dọa trong phạm vi 2,5 km, trần bay 2 km. Súng có hiệu quả chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Được đặt trên khung gầm cơ động cao 8 x 8 và được trang bị radar, máy dò quang điện tử tiên tiến và nhiều biến thể radar có độ nhạy cao. Hệ thống phòng không tầm ngắn Chai 625 có khả năng thích ứng, phát hiện chính xác các vật thể nhỏ với bề mặt phản xạ tối thiểu. Đây là bước tiến của Trung Quốc nhằm phát triển một mạng lưới phòng không toàn diện và linh hoạt. Hệ thống phòng không tầm ngắn trai năm còn được trang bị 4 tên lửa phòng không FB-10 dạng hộp ở mỗi bên tháp pháo. FB-10 là hệ thống tên lửa phòng không hạng nhẹ di động do Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển cho thị trường xuất khẩu. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 10 km và ở độ cao từ 15 đến 5.000 m. Giống như tên lửa HQ-10, tên lửa FB-10 có hệ thống dẫn đường 2, chế độ hồng ngoại, radar, mặc dù tính năng này được thiết kế để phù hợp hơn với việc phòng thủ trước các tên lửa chống hạm có bộ phát radar. Sáu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được triển khai tại SAI Excalibur gần căn cứ mới nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Guam. Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD thuộc chiến lược phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để chống lại nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Nó có thể đánh chặn tên lửa ở giai đoạn bay cuối, đánh chặn và tiêu diệt hiệu quả các mối đe dọa đang tới ở tầm bay cao, do đó giảm thiểu tác động của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thad bao gồm năm bộ phận chính: bệ phóng, vũ khí đánh chặn, radar, bộ phận điều khiển hỏa lực và các thiết bị hỗ trợ cần thiết. Hệ thống này áp dụng phương pháp tấn công tiêu diệt, sử dụng động năng để vô hiệu hóa tên lửa, loại bỏ nhu cầu sử dụng đầu đạn nổ. Phương pháp này là một tiến bộ đáng kể trong công nghệ phòng thủ tên lửa. Thad có thể ngăn chặn các mối đe dọa trong phạm vi 200 km ở độ cao lên tới 150 km radar của hệ thống ANTPY-2 có khả năng đặc biệt, phạm vi phát hiện tối đa lên tới 1.000 km, cho phép nó xác định tên lửa đang bay tới ở khoảng cách rất xa. Thông thường, một khẩu đội tháp gồm 6 bệ phóng, mỗi bệ có khả năng bắn 8 tên lửa đánh chặn. Hệ thống này đặc biệt hiệu quả trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Khả năng tương tác của tháp với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như Aegis và Patriot giúp nâng cao hiệu quả của nó, tạo ra một hệ thống phòng thủ toàn diện nhiều lớp. Thát có tính cơ động cao, khả năng triển khai nhanh chóng nên quan trọng trong việc chống lại các mối đe dọa tên lửa ở những khu vực có tầm quan trọng chiến lược.